Nha, thì hôm nay có mời anh em đến nhậu đầu heo luôn nha, với lại mắm sống, rau sống nha các bạn, nước chấm. Anh Tào làm miếng đi. Trời, thì có gì đâu mà ngại, miếng nữa anh Lợi làm đi. Rồi, cắt đi. Nếu mày ăn gì nữa mày cắt đi nè, lấy chút vô coi trời. Vô ngại hoài. Đây đây, chúng xếp dạng chị hai ơi. Lắm nè, vô quá ngon. Không cuốn chán rồi. Anh Lợi làm cuốn miếng cuốn chán cuốn thôi. Không biết cuốn chán rồi. Không biết ăn không biết đâu. Cuốn bánh tráng miền Tây là nhậu như không lắm ấy Quân ơi. Nhậu bậy nữa ba người cái đầu heo. Chơi luôn anh em ơi. Hay có gì mình tới ghé chơi nha. Nhậu chơi. Ở đây bánh tráng này khỏi nhúng nước. Đây bạn ha. Tại không ăn bánh tráng hả? Nhậu tôi dễ lắm. Cũng bự thì bự. Làm thêm miếng thịt nữa coi. Làm cái miếng này ha. Một miếng vậy rồi. Gấp nấm rồi để vô. Nè, à, vậy nè. Đây là đặc sản mắm châu đốc nha, bên giỏ hàng TikTok của mình có bán nha các bạn. Hoặc là liên hệ điện thoại trực tiếp luôn, giao luôn nội ô châu Phú châu Đốc. Nè, Sài Gòn thì ship. Mình xin giá ship nha. Không, không có tay nghề. Hơi rung, lâu lâu quay phim hơi rung. Ồ. Ồ. Quá đã luôn anh em ơi. Ngủ không? Cái nào ngon vô cả. Cái nào bằng cái này anh em ơi. Đây 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 đây, tới liền. Rồi. Rồi làm đi một cái ly rượu nữa thì cứ gì chịu nổi anh em ơi. Ngủ quách luôn nha. Ngủ quách hả? Ừ. 4 năm mình ngủ cũng quách hả? Này cũng quách không? Quách luôn. Rồi, anh Tèo khoan hai gót đi, cho em xin một clip nữa đi. Rồi, anh Tèo quay em ha. Ăn miếng đi, ăn miếng đi rồi quay em. Chua không anh? Chua đường nước mắm rồi thêm. Chanh rồi thêm. Mắm phải chua. Ê, quay quay chỗ này nè anh Tèo. Cái Vinh nha, anh em. Phải sát sát chỗ này là cái chút mà cắt. Đó. Vợ ơi ra nhậu vợ ơi. Đó, dân miền Tây là cái gì đó. Lớn. Đó, dân miền Tây thấy không anh em, ai gần gần đây alo mình nghe, nhậu nghe, đón nhậu luôn nha anh em. Ừ, nhậu đi lại chơi luôn. Dạ, nhậu chơi luôn anh em ơi. Alo số điện thoại lướt luôn. Chú gọi trên màn hình đó anh em ơi, lại gần lại thì dứt luôn. Lại là tiếp hết. Ăn cái này là phải có kèm mắm châu đốc mới ngon nha, thịt luộc là phải mắm châu đốc nha các bạn. Mắm đã. Trời ơi, bò ngon thiếu bằng thiệt. Nam à? Đang chưa anh? Rồi. Quên á. Chữ thề để xem cắt khúc đó mấy giây rồi anh Tào? Cắt tiếng khúc đó rồi như vậy. Các bạn à, thấy không? Ok. Bún bún thôi nha. Miền Tây quay tôi. Ai còn ai nhớ ai thương. Miếng hạ, miếng hạ, miếng hạ, miếng hạ. Đây đây. Quấn vô, xiết vô. Chiếc vô. Chiếc vô luôn anh em ơi, cả nhà ơi, mời cả nhà ăn luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Thứ gì nói này ăn cũng này nó. Đó. Ừ. Quá êm. Quá đã bạn. Tấm nó mặn mặn ngọt ngon ha. Xin mời tất cả các bạn cùng làm một ly buổi chiều với anh em mình nè, buổi chiều tối với anh em mình nè. Từ tay uống rượu là phải khè. Tèo ơi, quốc cái nha. Xin lỗi anh Tèo và cameraman nha. Lắm. Quá êm. Đầy đủ gì vậy? Nè nghe anh em. Alo. Alo. Ờ.
quá ngon. Đó là mua ở ngoài vườn đó, phía sau nhà mình có một nguyên cái vườn gãy luôn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn, anh kèo lên tàu làm cuối nha. Thôi. Ớt hơi nhiều nên sạch. Chanh tỏi ớt nha các bạn. Cái tay mình còn để cái tay mình đúng. Ớt hơi nhiều hơi sạch các bạn. Không bữa đi bữa anh có nhà anh về tự thì mình về. Anh má má đang làm đủ cái gì? Rất là ngon. Bắp nó hơi chua chua, cái cay mà mặn các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Về miền Tây nó cảnh này nữa các bạn. Tắt rồi.